Chào mừng anh chị và các bạn trở lại với kênh Cổ phiếu Kim Cương trong buổi tổng hợp thị trường ngày 18, nhận định thị trường và các cổ phiếu ngày 21 tháng 2 năm 2022. Như thường lệ thì để nhận định cái nội dung trong một phiên giao dịch cũng như là đánh giá các cái chiến lược và lựa chọn các cổ phiếu thì chúng ta sẽ đi từ phân tích về đánh giá nhận định cái thị trường chung. Thì đầu tiên đối với thị trường chung thì các anh chị có thể tham khảo thứ nhất là ở các cái chỉ số index. Thì đây thứ nhất là đối với chỉ số VN Index thì các anh chị thấy là phiên này là một cái phiên mà bán ra thùng MA10 trong rút chân lên và khối lượng ở mức gọi là tương đối, thì hiện nay thì nó vẫn hoạt động trên MA10 và trên MA20, nói chung là nó cũng không có gì là đặc biệt so với phiên ngày hôm qua. Tương tự thì VN30 cũng vậy, nhưng hôm nay là bán ra nhẹ giảm 0,6% với khối lượng ở mức cũng thấp, thì nó dưới cái đường trung bình MA10 và trên cái đường trung bình MA20. HVNDEX thì là hôm nay là một phiên mua vào. HNX Index là một phiên mua vào. Thì giống như các cái nhận định của chúng ta về giai đoạn thị trường hiện nay là giai đoạn thị trường đang hồi trong một cái xu hướng đi lên yếu, có thể nói là thị trường đi lên khá là yếu và sideways. Thì nhận đây là cái tiểu của một cái xu hướng, cái tiểu xu hướng là đi lên. Thì nó cũng phù hợp với các cái nhận định của chúng ta ở các cái phiên trước và gần như thị trường hôm nay không có cái sự thay đổi so với các cái phiên giao dịch 2-3 phiên gần đây. Số lượng cổ phiếu tốt thì hôm nay tiếp tục nở ra. Thì tổng lại là đối với thị trường chung, chúng ta duy trì cái nhận định là thị trường vẫn đang trong cái xu hướng đi lên yếu, sideways, và cái chiến lược là chúng ta nắm giữ cổ phiếu mạnh, hoạt động tốt với tỷ trọng vừa phải và có thể xem xét mua thăm dò các cổ phiếu, tiếp tục mua các cổ phiếu vào được. Thì đó là cái chiến lược. Còn đối với sau khi mà chúng ta phân tích nhận định về thị trường chung và cái chiến lược rồi, thì chúng ta sẽ đi vào lựa chọn các cái nhóm ngành cổ phiếu. Thì các anh chị cũng thấy rằng là ở đây thì khi mà phân tích về thị trường chung ấy, mình không dùng các cái thông tin vĩ mô để phân tích. Bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta rất là dễ có những cái phân tích nhận định nó theo cái hướng thiên lệch và hồ đồ, và do vậy là sẽ có những cái quyết định sai. Do vậy đối với phân tích kỹ thuật ở đây, phân tích đánh giá thị trường chung thì mình sẽ dùng là 100% phân tích kỹ thuật để đánh giá chị nhé. Tất nhiên là chúng ta sẽ có rất là nhiều cách về các cái thông tin vĩ mô và các thông tin báo chí hoặc là rất nhiều các nội dung khác, nhưng ở đây mình hướng đến một cái cách tư duy tiếp cận về đánh giá thị trường theo cái hướng định lượng và rõ nét để cho chúng ta có thể duy trì ổn định cái việc nhận định thị trường. Các anh chị thấy là cái việc của mình nhận định thị trường như thế này này, nó diễn ra từ vài tuần gần đây rồi chứ không phải là riêng cái phiên một hai phiên gần đây anh chị nhé, và đều dùng vẫn một cái cách phân tích như vậy để chúng ta đưa ra cái kết luận và nhận định thị trường. Còn đối với các cái nhóm ngành thì anh chị có thấy đây là cách cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung. Tại sao lại tìm ra được những cái nhóm ngành này thì thông thường nó cũng đơn giản thôi các anh chị. Các anh chị thấy là thông thường thì vào những cái giai đoạn thị trường điều chỉnh thì nếu nhóm cổ phiếu nào mạnh thì nó sẽ chỉnh ít hơn thị trường chung, và những cái giai đoạn thị trường đi lên thì nhóm ngành mạnh hay cổ phiếu mạnh thì nó sẽ đi lên mạnh hơn thị trường chung. Thì chị thấy trước đây thì chúng ta có thể dùng các cái góc là các cái mốc ở các cái điểm điều chỉnh các cái đáy ngắn hạn gần nhất. Tuy nhiên là để mà tìm các cái dòng cổ phiếu nó liên tục cập nhật thì mình đang dùng cái góc gần nhất là cái ngày 14 tháng 2 là ngày ngày gốc. Thì chị thấy là từ ngày gốc đó thì tham chiếu tìm ra các cái dòng cổ phiếu mà mạnh hơn thị trường chung, thì các chị có thấy là đây là các cái nhóm ngành về thị trường chung. Thứ nhất là nhóm du lịch, thứ hai là ô tô, xây dựng xây lắp, dịch vụ vận tải, bất động sản, bán lẻ tổng hợp, công ty chứng khoán, dịch vụ bất động sản, may công nghiệp và thép. Thì đây là những cái nhóm ngành mà hiện tại là được đánh giá là mạnh hơn thị trường chung. Thì chúng ta sẽ tìm những cái cổ phiếu mạnh nhất ở trong này, trong các cái nhóm ngành này. Tất nhiên là có những cái cổ phiếu mạnh nhưng nó không nhóm nằm trong cái nhóm ngành này thì chúng ta cũng Quan sát quan tâm. tuy nhiên là cái mức độ ưu tiên thì sẽ không bằng các cái cổ phiếu mà thuộc các cái nhóm ngành mạnh và là các cái cổ phiếu mạnh nhất, thì đó sẽ mang lại cái cơ hội tốt nhất cho chúng ta. Thì đây là các cái cổ phiếu trong ngày hôm nay. Các anh chị thấy này, thì đây là những cái nhóm ngành mạnh này. Thì nhóm ngành mạnh này thì có hai cái nhóm cổ phiếu mà chúng ta quan tâm là nhóm cổ phiếu trên nền hay còn gọi là các nhóm cổ phiếu kết slim. Còn nhóm cổ phiếu trong nền là nhóm cổ phiếu mà đang nằm trong cái vùng sideways, thì có thể nếu mà nó là tích lũy thì nó sẽ chuyển thành một cái trạng thái vượt nền, thì nó sẽ trở thành cổ phiếu kết slim đi lên. Còn nếu không có thì nó sẽ hoạt động trong cái nền này. Rất nhiều anh chị, các anh chị thấy mà những cái bạn môi giới hay xui các anh chị mua
mà chọn cái hoạt động bắt đáy bắt điếc các thứ ấy, là đa phần người ta sẽ đi theo cái chiến lược kiểu như cổ phiếu trong nền này này đấy. Ngoài ra thì các cổ phiếu mạnh mà cổ phiếu cash lame nhưng mà cái nhóm ngành nó không mạnh bằng thì mình sẽ cho nó vào cái nhóm này. Thì chị có thể thấy là tại cái thời điểm này thì những cái nhóm ngành mạnh nhất và các cổ phiếu mạnh nhất là các cổ phiếu chúng ta có thể thấy đây, thứ nhất là PSD, PET, VLC, FBR, BCM, VPI, SKG, VTD, HASACO, PTC, C4G, HUT, TNT, FRT, DST. Đấy, trong đó thì mấy cổ phiếu này cho cái điểm mua khá là đẹp. PSD này, BCM, VPI này, HASACO và C4G. Đây là những cổ phiếu trong nền, tuy nhiên là nhóm ngành mạnh. Đấy, thì khá là ok thì chị có thể xem chi tiết hơn ở đây. Trong đó có rất nhiều cổ phiếu mà cũng khá là đẹp. Tuy nhiên là cái nhóm ngành nó thì không phải là quá mạnh thì chúng ta cũng có thể nắm giữ các cổ phiếu này. Đây thì mình sẽ không ưu tiên bằng nhưng mà có nhiều cổ phiếu các anh chị có thể thấy là khá là đẹp. Và hôm nay thậm chí nếu mà chúng ta giảm bớt cái tiêu chí về cái sự quan trọng của nhóm ngành đi thì chúng ta cũng có thể mua được, như CTC, HCDO, CH, DAH, TTF, ACL, VSC, GIL. GIL là hôm nay có thể cho thể mua được nhé. TG, DQC nó chạy khá là mạnh, KSD có thể mua được và GEG khá dễ mua được. Đó là những cổ phiếu như vậy thì chị có thể tham khảo thêm các thông tin. Và khi chị mua các cái cổ phiếu như thế này, nhóm cổ phiếu trên nền mà cho điểm mua này thì nếu thủng MA10 thì chúng ta nên xem xét chúng ta thoát ra. Còn cổ phiếu trong nền này mà nó chạy rồi thì chúng ta có thể sử dụng MA20 hoặc là chúng ta sử dụng cái vùng phía dưới của cái vùng hỗ trợ để chúng ta cắt lỗ nếu mà nó xảy ra tình huống như vậy. Thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết để xem đồ thị của các cổ phiếu đó. Để mình sẽ chạy lại để cho các anh chị xem. Gần như là cái cách phân tích ở đây thì nó là định lượng, mang cái tính định lượng rất là cao các anh chị nhé. Và nó gần như chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cái tin tức, có thể là những cái tin mang cho chúng ta là sợ hãi hoặc là chúng ta sẽ tham lam. Chúng ta vẫn duy trì một cái cách phân tích và đầu tư rất là trung lập và hiệu quả anh chị nhé. Đấy, PSD là nhóm cổ phiếu hôm nay có thể mua được cái này, nhóm bán lẻ tổng hợp rất là đẹp. Đấy, PET này thì đang chuẩn bị chạy nước rút đây chị nhé, cái điểm mua ở đây. Các chị có thể trở lại xem các cái clip. À, xin lỗi, lâu nay mình cũng không, mấy cái đoạn là gần đây là mình không làm clip thì mình mới làm clip lại được khoảng 2-3 phiên lại đây thôi. Thì các chị có thể xem các cái phân tích và các nhận định mà gửi cho cái nhóm gửi cho các anh chị ấy. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn phát hiện những cổ phiếu như thế này thì đây chạy rút rất đẹp nhé. VLC, VLC thì là điểm mua đây, hôm qua cũng có thể mua được nhé, thì khá là ổn. FIR thì các chị điểm mua bùng nổ ở đây, nó chạy khá là tốt, nắm giữ được. BCM thì hôm nay chúng ta có thể mua được anh chị nhé, nếu bất động sản. Đấy, VPI thì hôm nay cũng có thể mua được bất động sản nhé. Khối lượng chỗ này thì không phải là quá đẹp nhưng mà hoàn toàn chúng ta có thể mua được. Wow. SKG thì đang nắm giữ chạy khá là tốt. VTD chạy khá là tốt. ASACO thì là hôm nay cũng có thể mua được nhé, mua ngày hôm qua hôm nay có thể mua được. Đấy, VTC đang chạy rất là đẹp anh chị nhé, đầu cơ đấy. C4G hôm nay có thể mua được nhé, mình cũng có nhắn vào trong cái nhóm từ chiều. Hút này thì chạy ok nhé, khối lượng thì không phải quá tối ưu nhưng mà ok, nắm giữ ok. DST này là cổ phiếu trong nền rồi, nó là cổ phiếu trong nền rồi và nó là cổ phiếu kết vôn nhé, cổ phiếu kết vôn DST. Đây là những cổ phiếu FRT này, ok này. Nhóm ngành thì không phải là quá mạnh nhưng mà nó chạy khá tốt. TNA, HD6. Đấy thì các anh chị sẽ nhìn những cổ phiếu như vậy. Đây thì anh chị nói tóm lại là anh chị có thể quan tâm nhất vào cái nhóm này, là cái nhóm mà tốt nhất này. Cái nhóm này có thể ưu tiên số 2 này. Sau đó những cái nhóm này như hôm nay không có cổ phiếu nào kiện vốn anh chị nhé. Đó thì cái cách phân tích của chúng ta là bao giờ chúng ta cũng đi từ tổng thể đến chi tiết, từ thị trường chung đúng không ạ? Nếu thị trường chung đủ mạnh hoặc là sideways thì chúng ta bắt đầu chúng ta nghiên cứu đúng không ạ? Trong đó thì chúng ta sẽ tìm các cái nhóm ngành, những cái nhóm ngành mạnh hơn thị trường chung đúng không ạ? Bởi vì nếu thị trường chung đi lên thì những nhóm ngành mạnh thì tiếp tục nó sẽ mạnh để nó nâng đỡ cho thị trường. Thì chúng ta tìm được cái nhóm ngành mạnh. Sau khi tìm được nhóm ngành mạnh thì chúng ta sẽ tìm được các cổ phiếu mạnh nhất trong các cái nhóm ngành đúng không ạ? Đó là các cổ phiếu mà tăng điểm tốt nhất đúng không ạ? Có cái nền tảng đẹp, mô hình tích lũy tốt đúng không ạ? Cổ phiếu xu hướng lên kênh trên và mọi thứ rất là ổn.
Thì đó là cái cách tiếp cận của kênh cổ phiếu kim cương, chia sẻ cho thông tin các anh chị. Thì các anh chị thấy rằng là những cái cổ phiếu mà nó đang đây là những cổ phiếu kim cương này, thì khi những cổ phiếu kim cương này nó sẽ có xu hướng đây nữa, tiếp tục sẽ trở thành các cổ phiếu kim cương. Chúng ta không cần phải vội vàng, cổ phiếu nó lên nó không phải là lên trong vòng một ngày, và chúng ta mua cổ phiếu chúng ta không phải là mua T3, mà chúng ta sẽ tìm những cổ phiếu kim cương ở những cái giai đoạn mà chạy đẹp nhất, có cơ hội nhất, đúng không ạ, để kiếm lợi nhuận. Và mỗi một lần mua chúng ta có thể kỳ vọng lợi nhuận của 20, 30, 40, 50%. Còn nếu sai thì chúng ta sẽ phải sửa, sửa rất nhanh, đúng không ạ? Và cái mục tiêu của chúng ta là 10 mã chúng ta không cần phải phải đúng được 6 lần, chúng ta chỉ cần đúng được khoảng 4 lần thôi. 3 4 lần là chúng ta đã có một cái lợi nhuận tốt rồi. Nếu mà chúng ta có những cái mã mà 20, 30% chúng ta mới chốt lời và lỗ khoảng 3 đến 5% là chúng ta đã phải cắt lỗ rồi, thì chúng ta sẽ có những cái kết quả rất là ổn trong một cái giai đoạn mà chúng ta giao dịch dài hơi. Đó thì là các cái thông tin nhận định của ngày 18 và nhận định cho ngày 21 tháng 2 sắp tới. Thì hy vọng các cái thông tin của kênh sẽ giúp ích cho các anh chị trong phần nào cho hoạt động đầu tư cổ phiếu của mình. Ok, cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ. Hẹn gặp lại vào bản tin tiếp theo.